Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ cố gắng đảm bảo xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt thông qua những giải pháp ngoại giao. Mục tiêu của chúng tôi không phải là duy trì xung đột quân sự, mà ngược lại, đó là chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả sẽ kết thúc và tất nhiên càng sớm càng tốt. Tôi đã nhiều lần nói rằng gia tăng chiến sự sẽ chỉ dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác, thông qua đàm phán. Bất kỳ bên nào trong tình trạng xung đột cũng phải ngồi xuống và thỏa thuận. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ đàm phán. Tuy nhiên, phía Mỹ đã tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Putin. Nga hiện nay không quan tâm đến các hoạt động ngoại giao cũng như những tiếp xúc có ý nghĩa để chấm dứt cuộc chiến này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga có thể lập tức kết thúc chiến sự bằng cách rút quân. Trong trường hợp chưa rút quân, Nga phải thể hiện một số bằng chứng có ý nghĩa cho thấy họ đã sẵn sàng đàm phán thực chất về một nền hòa bình công bằng và bền vững. Và theo ông Blinken, hòa bình công bằng không chấp nhận một nước sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ của nước khác trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên phía nga tuyên bố muốn đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột tại ukraine tuy nhiên đây là lần đầu tiên tuyên bố trên được chính người đứng đầu nước nga đưa ra do vậy nhiều người vẫn hy vọng cơ hội cho hòa bình tại ukraine đã bắt đầu le lói Ngày 22 tháng 12, Ủy ban 61 điều tra vụ bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã công bố báo cáo cuối cùng cho biết cựu Tổng thống Trump sẽ đối mặt với các cáo buộc phạm tội về việc đã kích động cuộc bạo loạn này. Báo cáo dài hơn 800 trang dựa trên gần 1.200 cuộc phỏng vấn trong 18 tháng và hàng trăm ngàn tài liệu cùng với các phán quyết của hơn 60 tòa án cấp bang và liên bang. Ngày 19 tháng 12, Ủy ban trên đã yêu cầu các công tố viên liên bang buộc tội cựu Tổng thống Trump với 4 tội danh trong đó có cản trở một tiến trình chính thức của Quốc hội, âm mưu lừa gạt nước Mỹ, đưa ra tuyên bố sai sự thật và hỗ trợ hoặc xúi dục nổi dậy. Yêu cầu của Ủy ban điều tra Hạ viện gửi tới Bộ Tư pháp không thể khiến các công tố liên bang hành động nhưng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội đề nghị truy tố hình sự một cựu tổng thống. Bình luận trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, sau khi báo cáo cuối cùng được công bố, cựu tổng thống Trump đã gọi đây là nỗ lực mang tính đảm phái. Ngày 23 tháng 12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan o thông báo ông sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại nước này, dự kiến diễn ra trước tháng 5 năm 2023. Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập đảng quốc gia Thái Lan thống nhất. Quyết định gia nhập được đưa ra sau khi đảng này cam kết đề cử ông là ứng cử viên thủ tướng của đảng trong nhiệm kỳ tới. Trước khi tuyên bố gia nhập đảng quốc gia Thái Lan thống nhất, ông Prayuth chưa từng gia nhập chính đảng nào. Trước đó, hôm 6 tháng 12, ông Prayut lần đầu tiên đề cập đến tương lai chính trị khi bày tỏ mong muốn tiếp tục tại nhiệm trên cương vị thủ tướng thêm 2 năm nữa để có thể hoàn thành những mục tiêu chính sách mà chính phủ do ông lãnh đạo đề ra trong hơn 4 năm qua. Theo đúng kế hoạch, Quốc hội Thái Lan sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3 năm 2023, mở đường tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới tại nước này vào tháng 5. Thưa quý vị, Trung Quốc đang nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Một trong những hành động tiến tới mục tiêu này là chuyển đổi dần các buồng xét nghiệm COVID-19 thành các điểm cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc đại lục đã tăng vọt sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Những người ở Trung Quốc tại Hồng Kông và Thái Lan đang tìm mua dược phẩm để gửi về cho người nhà tại Trung Quốc đại lục. Chính quyền thành phố đã biến những buồng xét nghiệm của Covid-19 thành các điểm cung ứng dịch vụ y tế phục vụ cho người dân và du khách. Nhân viên y tế tại các điểm này thay vì thực hiện các hoạt động xét nghiệm đã chuyển sang cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế như chẩn đoán, tư vấn, điều trị y tế, kê đơn thuốc cùng nhiều dịch vụ y tế khác. Tại các điểm cung ứng dịch vụ y tế này có những thiết bị đơn giản như máy đỏ huyết áp và ống nghe, tài liệu liên quan đến Covid-19, bộ kháng nguyên và thuốc để điều trị Covid-19. Có điểm dịch vụ y tế này, tôi có thể trực tiếp đến đây để được tư vấn khi cảm thấy không khỏe. Đây là một cách tối ưu hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị khi Trung Quốc đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Hiện có 358 buồng xét nghiệm được chuyển đổi công năng như thế này trên toàn tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc đại lục đã tăng vọt sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Những người ở Trung Quốc tại Hồng Kông và Thái Lan đang tìm mua dược phẩm để gửi về cho người nhà tại Trung Quốc đại lục. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, nhiều hiệu thuốc cho biết đã cạn sạch các loại thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, thuốc giảm đau, trong khi số người đổ tới tìm những loại thuốc này ngày một tăng lên. Tuy nhiên, điều lo lắng của nhiều người là vấn đề kiểm dịch và thời gian gửi hàng về cũng khá lâu. Tôi đã lo lắng vì là lần đầu tiên mua thuốc, tôi nghe nói rằng có thể mất đến một tháng để chuyển hàng về nhà. Tại thời điểm này, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là gửi thuốc càng sớm càng tốt. Tại Thái Lan xuất hiện tình trạng khá đông người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, tới các cửa hiệu thuốc mua các loại thuốc giảm đau. Những khách hàng này sẵn sàng lấy hết toàn bộ số thuốc chúng tôi đang có, vì vậy chúng tôi phải giới hạn số lượng thuốc bán ra cho mỗi khách hàng. Thái Lan đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng ở mức đáng báo động trong bối cảnh nước này mở cửa trở lại hoàn toàn các đường biên giới trong mùa lễ hội. Thưa quý vị, Giáng sinh là dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Đây cũng là dịp mua sắm lớn nhất trong năm. Năm nay dù lạm phát đang tăng tại Mỹ và người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt hầu bao, song mùa mua sắm cuối năm tại Beverly Hills vẫn tràn ngập những món đồ xa xỉ đây là chiếc dây chuyền được làm từ vàng trắng 18k gắn 600 viên kim cương với tổng trọng lượng là 102 carat trị giá 520.000 đô la Mỹ hay một chiếc dây chuyền với sắc đỏ rực rỡ của ruby với giá 380.000 đô la Mỹ đó là một phần trong bộ sưu tập đắt đỏ đặc biệt thiết kế trong mùa Giáng sinh năm nay tại Beverly Hills. Mặc dù ai ai cũng nói về suy thoái, nhưng sức mua vẫn đang tăng trong dịp cuối năm. Chúng tôi ước tính mức chi tiêu trong dịp cuối năm nay so với năm ngoái tăng từ 6 đến 8%, vẫn thấp so với mức tăng trưởng 13% của năm ngoái. Và số lượng bán ra mỗi ngày là 90.000 gói hàng. Một trong những món đồ đắt tiền nhất của bộ sưu tập KT năm nay là chiếc vương miện được tạo tác từ năm 1935 với 600 viên kim cương đính vòng quanh, giá bán 3,2 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm thời trang khác như áo khoác, mũ, túi sách đính kim cương cũng là lựa chọn làm quà Giáng sinh được nhiều người yêu thích nhất trong dịp cuối năm. Chỉ cần dạo quanh một vòng Beverly Hills, bạn có thể thấy những gương mặt với những nụ cười hạnh phúc và rất nhiều túi quà. Chúng tôi xem đó chính là thành quả sau một năm. Giá bán cho các món đồ đính kim cương tại Beverly Hills, dao động quanh ngưỡng 100.000 đô la Mỹ trở lên, đang trở nên đắt hàng trong những ngày này. Thưa quý vị, trước dịp lễ Giáng sinh, hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về vòng Bắc Cực tại Phần Lan để ghé thăm ông già Noel. Giữa bầu không khí hân hoan này, mùa Giáng sinh năm nay hứa hẹn sẽ ngập tràn niềm vui và hy vọng. Ngồi trong căn phòng ấm cúng và đọc những bức thư đến từ khắp nơi trên thế giới, ông Già Noel cho biết, điều ước Giáng sinh năm nay của ông là mọi người hãy thể hiện tình yêu thương, sự đồng cảm và giúp đỡ những người khó khăn. Nhưng giá trị ý nghĩa nhất của Giáng sinh sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi xin chúc tất cả các bạn một dịp lễ Giáng sinh an lành và vui vẻ. Sau 2 năm bị hạn chế vì đại dịch, hàng ngàn du khách đang háo hức đổ về thành phố Rovaniemi tại Phần Lan để thăm ông già Noel. Trong đó, hầu hết những đứa trẻ đều ước tình yêu và hòa bình cho mọi người cùng với gia đình và bạn bè. Cháu đã gửi điều ước tới ông già Noel xin ông chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng như giúp đỡ những người già. Mọi người đang có một mùa đông trọn vẹn, mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết. Và có vẻ như chúng tôi sẽ có lượng du khách kỷ lục vào dịp Giáng sinh năm nay. Ngôi làng của ông già Noel đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động. Dự kiến mùa Giáng sinh năm nay tại Phần Lan sẽ là cơ hội để nước này phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, không khí Giáng sinh và năm mới đang rộn ràng khắp nơi. Một con phố ở thủ đô Manila, Philippines đã được trang hoàng thành một xứ sở thần tiên nhân dịp Giáng sinh. Nơi đây thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày để tận mắt chiêm ngưỡng những ánh đèn màu và tuyết nhân tạo. Đây là công trình do doanh nhân người Philippines khởi xướng tại khu phố Paco, thủ đô Manila. Nhiều bức tường đầy màu sắc, hàng nghìn chiếc đèn đã tạo nên không khí lễ hội cuối năm Lý do tôi làm điều này là vì tôi thích nhìn thấy những đứa trẻ được vui đùa cùng bạn bè và cha mẹ, nhất là sau đại dịch. Nơi đây không chỉ khiến trẻ em thích thú, mà những người lớn tuổi cũng thấy vui vẻ khi đến đây. Khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây, những vấn đề trong cuộc sống của tôi dường như tan biến. Irene cho biết, cô sẽ tiếp tục công việc trang trí cho đến khi không làm được nữa và mong muốn lan tỏa không khí Giáng sinh, vui tươi, ấm áp đến nhiều người. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới lễ đếm ngược thả quả cầu pha lê chào đón giao thừa tại New York, Mỹ. Và để chuẩn bị cho sự kiện này, một tấm bảng LED hình con số 2023 vừa được đưa tới quảng trường thời đại. Con số khổng lồ cao hơn 2,5 mét được vận chuyển từ Los Angeles tới New York với các trạng rừng tại Nevada, Tennessee, Washington DC và Pennsylvania để mọi người trên khắp nước Mỹ có cơ hội chào đón năm 2023 sắp đến. Bảng số trên sử dụng 602 bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Một số người tranh thủ cơ hội chụp ảnh, thậm chí có người còn đeo mắt kính hình con số 2023 để ăn mừng.